Mình tên là Mina và đã thật là lâu rồi mình được gặp các bạn. Mình rất là nhớ các bạn và hạnh phúc nữa. Thì các bạn có nhớ mình không? Mình giỡn thôi. Vậy thì chúng ta hãy quay về chủ đề chính của ngày hôm nay. Đó chính là mình sẽ chỉ cho các bạn cái cách mà mình vẫn hay làm tóc xoăn. Đây như thế này. Thực tế ra đây là tóc mình đã làm từ buổi sáng rồi. Nhưng mà cái lúc mà mình đang quay thì ở nhà mình lại mất điện. Nên là mình đi ra ngoài chơi cả một ngày. Bây giờ đang là 8 giờ. Thì theo như mình đã thử nghiệm thì mái tóc này khá là hiệu quả. Vậy cho nên là nếu như mà các bạn muốn biết cách làm sao để có được mái tóc như thế này thì hãy tiếp tục theo dõi nha. Bây giờ tóc của mình đã được sấy khô khoảng 20 phút. Những cái dụng cụ mà các bạn cần tới đó chính là một cái máy làm tóc như thế này và một cái chai xịt tóc. Thường như Na hay sử dụng nhãn hiệu Tresemme. Thì cái spray xịt tóc này có một cái công dụng, đó chính là mình sẽ xịt trước khi mà mình uốn tóc thì cái tóc của mình sẽ được bảo vệ khỏi cái nhiệt độ cao mà cái máy làm tóc này mang lại. Để mà làm nhanh và hiệu quả hơn thì Mina thường hay chia nguyên phần tóc của mình sẽ làm hai phần khác nhau và Mina sẽ sử dụng cái cuốn lô này để mà cuốn lên. Chúng ta sẽ cuốn cái phần tóc nó ngược ra cả khuôn mặt. Mình đếm khoảng tầm 5-10 giây mình sẽ bỏ ra. Để cho cái lọn xoăn của mình nó định hình được hơn thì đứng thả luôn xuống. Máy giữ nó như thế này cho tới khi nào mà cái phần tóc này nó hết nóng. Khoảng tầm chắc 10-15 giây. Sau khi Mina làm xong một bên thì Mina sẽ lấy một cái lô và Mina sẽ cuốn cái phần ngọn tóc như thế này. Thì khi mà Mina hoàn thành hết xong cái phần tóc với cái đoạn chân tóc này, nó sẽ tạo ra được một cái độ phồng. Cái mẹo này thì mình nghĩ rằng là các bạn sẽ không cần phải đánh rối tóc. Thực sự mình cũng thích cho lắm mà cũng như là không cần phải xịt quá nhiều keo xịt tóc để tạo độ phồng. Thank you.